Thành Đức xin kính chào ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể các bạn. À, hôm nay Thành Được sẽ review so sánh một chiếc à, lồi chiên không dầu thông thường và một chiếc à, lồi chiên không dầu hơi nước để xem sự khác biệt và cấu tạo cũng như chức năng có điểm gì giống và khác nhau. Thì tất cả các cái dòng à, lồi chiên không dầu hơi nước hiện tại trên thị trường Việt Nam ấy, thì gồm có hãng à, Kipo, hãng Capen hãng Calai, Canite và một số hãng như Olivo cùng với Panasonic thì lò chiên không dầu kiêm lò nướng dung tích dao động sẽ từ 15 lít cho đến khoảng độ 20 20 lít và trước bên cạnh là chiếc lò chiên không dầu thông thường thì giữa một chiếc lò chiên không dầu Stemta và một chiếc lò chiên không dầu thông thường thì có điểm gì giống và khác nhau thì trong cái video ngày hôm nay Thành được sẽ phân tích Và sẽ nói qua cái nguyên lý cấu tạo Cũng như chức năng của lồi trên không dầu thông thường Và cái lồi trên không dầu mới mới ra mắt Lồi trên không dầu kiêm hơi nước stem Tất cả các cái dòng lồi trên không dầu hơi nước Thì nguyên lý hoạt động đều giống nhau tất cả các hãng như chức trước, trước mặt là hãng Kipo, hãng Kalai, Kalite, hay là hãng Olivo và hãng Capen cũng như một số hãng khác như Panasonic vân vân thì đều có một cái hoạt động nguyên lý chung lò trên không dầu hay lồi trên không dầu kiêm hơi nước ở phía dưới chức năng hoạt động của lồi chiên không dầu chức năng chiên giá thì sẽ vẫn đặt ở phía trên mai so nguồn nhiệt nóng đối lưu gió kép ở phía trên cũng giống như chiếc lồi chiên không dầu và lò chiên không dầu thông thường nhưng một điểm đặc biệt nữa ở phía dưới của những chiếc mờ hơi nước tất cả các hãng của cả hãng Cali, Kalite, Kapen, Panasonic vân vân thì các hãng sẽ đều có một cái khay để chúng ta có thể đổ nước ở vào trong ở phía dưới. Và khi chúng thi lời hoạt động ở cái chế độ hơi nước thì nó sẽ hút nước lên, đun sôi nước và tạo ra hơi nước. Hơi nước sẽ làm chín nước phẩm về cấu tạo thì là như vậy về phụ kiện thì một chiếc lò chiên hơi nước sẽ khác một chiếc lò chiên không dầu như thế nào ở trước mắt mọi người thì thành được sẽ lấy hai cái mẫu để so sánh vì nguyên lý và cấu tạo nó đều giống nhau và chung chung các hãng chỉ khác nhau về hình dạng kích thước mà thôi hai chiếc này là một chiếc capen k 15 cộng bản xuất châu âu eu chiếc lò chiên không dầu thông thường và một chiếc À, lò chiên không dầu hơi nước stem 677 của hãng Kipo cũng có dung tích 15 15 lít thì cả hai chiếc này đều dung tích 15 lít thì nhìn qua các bạn có thể thấy luôn cái sự khác biệt đó là về cái kích kích thước đều ở dung tích 15 lít nhưng với lò chiên không dầu thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái cái cái, kích thước ấy của chiếc lò chiên không dầu nó lớn hơn hẳn so với chiếc à, lò chiên hơi nước đều ở dung tích 15 lít nhá ở phía trên cũng vậy này các bạn có thể nhìn và hình dung luôn này từ chiều sâu chiều cao và chiều rộng mặc dù đều ở cái dung tích 15 lít lòng à, lòng nồi nhưng về cái kích thước bên ngoài thì à, với chiếc nồi trên ông dầu Kaben K15 lại nhìn hơn hẳn so với chiếc nồi trên hơi nước Kibo 15 lít và về vỏ về vỏ lồi thì chúng ta cũng có thể thấy luôn tất cả các cái dòng lồi trên hơi nước thì đều là vỏ nhựa Tại sao lại là vỏ nhựa? Đây là một cái nguyên lý bắt buộc chúng ta không thể sử dụng cái vỏ thép như với các cái dòng lồi chiên nó trên thông thường. Bởi vì nếu như chúng ta sử dụng mà vỏ thép như chiếc capen này thì các cái dòng hơi nước khi nước nó bốc lên và nó sẽ làm cho cái các cái mạch cùng như cái điện, cái nguồn điện trong cái quá trình sử dụng nó sẽ dò ra vỏ. do đó để an toàn thì tất cả các cái dòng lồi chiên hơi nước 100% đều vỏ bắt buộc phải sử dụng 100% là vỏ nhựa Nếu như vỏ là hợp kim như cái này Thì cái mức độ dẫn điện của hơi nước nó sẽ truyền ra vỏ và nó sẽ khiến nó bị giật Gây không an toàn cho người sử dụng Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là hơi nước nó sẽ làm các cái dòng vỏ, ví dụ như vỏ mà không tốt ý, Thì hơi nước nó sẽ bốc ra ngoài và làm cho cái vỏ nó bị hoen dỉ đó là hai nguyên nhân chính mà tất cả các hãng từ hãng Kibo, hãng Capen, hãng Parasolic, hãng Olivo, hãng Cali Calite và một số hãng khác thì các cái dòng lồi trên hơi nước ấy, thì đều bắt buộc là phải vỏ nhựa. Đó là sự khác biệt về vỏ cũng như là cái dung tích ở bên ngoài. Mặc dù đều ở dung tích 15 lít nhưng các cái dòng lồi trên hơi nước thì sẽ nhỏ hơn bởi vì à nó khác nhau ở cái điểm cấu tạo từ vỏ, do đó cho nên cái hình thức sẽ nhỏ hơn, nhưng lòng nồi phía trong vẫn đủ dung tích 15 lít. Về phụ kiện thì với chiếc lùa lò chiên hơi nước thì tất cả các hãng không các dòng nồi chiên hơi nước tất của tất cả các hãng thời điểm hiện tại thì đều không có trục quay 360 độ, cho nên do đó lò chiên hơi nước sẽ ít phụ kiện hơn so với các cái dòng nồi chiên không dầu cao cấp, mặc dù là ở cùng dung tích hoặc là có thể dung tích lớn hơn à, Nhưng lồi chiên hơi nước thì sẽ ít phụ kiện hơn Do nó không có trục quay 360 độ Tại sao lại không có trục quay 360 độ Thì được sẽ mở lồi lên cho mọi người thấy Không chỉ à, hãng Kibo mà tất cả các hãng khác đều như vậy Thứ nhất Lồi chiên hơi nước bắt buộc là phải có giá đỡ Để đựng các cái giá chiên hấp Do đó nếu như làm giống như là các cái à, lò trên không dầu thì sẽ không thể có cái khoảng không để mà chứa được cái bộ motor quay cho nên sẽ không có trục quay 360 độ và cái thứ hai nữa là cái trục quay 360 độ thì cái motor của nó sẽ nằm ở phía bên sườn của lò trên không dầu à, mà lò trên hơi nước khi nó hơi nước bốc ra từ phía dưới là phía trên phía bên cạnh phía trên phía dưới thì cái hơi nước nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái motor quay 360 độ gây ra cháy chập Do đó đến thời điểm hiện tại thì tất cả các hãng Họ đều không có trục quay 360 độ Riêng mấy dòng lò chiên ông dầu hai gút Hay là Capen, Calai, Olivo vân vân các cái dòng chiên nồi hơi nước thì sẽ không có cái bộ trục quay 360 độ Bởi những nguyên nhân như vậy Thứ nhất là sẽ không có khoảng không để lắp được cái motor Và thứ hai là khi hơi nước nó bốc lên trong nồi thì nó sẽ làm ảnh hưởng chập cháy đến cái motor quay 360 độ do đó các hãng lược bỏ đây là cái điều kiện bắt buộc còn về trong tương lai thì có thể hãng một số hãng họ sẽ phát minh và nghiên cứu ra cái trục quay 360 độ sao cho nó phù hợp nhất để có thể tích hợp trên cái lồi trên hơi nước nhưng đây nó cũng khá là khó ở phía dưới và phía sườn phía bên cạnh thì nó sẽ là có những cái lỗ để phun hơi nước ra và phía trên thì sẽ có mai so đốt nóng ra phít e phù hợp cho chế độ chiên nướng nhưng bắt buộc nó sẽ phải có một cái lớp lưới như thế này để bảo vệ cái mai so nó cũng sẽ gây ra một cái bất tiện nữa là khi có một lớp lưới như thế này thì cái nguồn nhiệt cũng sẽ bị giảm đi và hạn chế hơn so với nồi chiên không dầu thông thường còn về cánh cửa thì cánh cửa cũng à, dòng 15 lít thì cũng có trợ lực nhưng mà do cánh cửa nhẹ cho nên sẽ không có bản nề thiết kế như kiểu lò chiên Lò chiên cao cấp Về phụ kiện thì các hãng đa phần là sẽ có một vỉ chiên Một vỉ chiên hấp thành inox dày Một vỉ chiên hấp sâu lòng Một vỉ chuyên để hấp Một khay lường bánh pizza và khay hứng dầu Đa phần kể, kể, kể cả hãng Olivo Panasonic hay là Kalai hay là lồi chiên của kpen hơi nước cũng vậy Chúng ta sẽ có tổng là 1, 2, 3, 4, 5 phụ kiện 5 phụ kiện đi kèm theo lồi chiên hơi nước một khay lướng pizza 3 khay chiên 3 khay chiên hấp một khay uh, inox thanh inox dày Chịu đực uh, một khay sâu lòng Và một khay hấp Và không thể thiếu là một cái khay hứng dầu và phía dưới của cái lò chiên hơi nước như thế này thì chúng ta sẽ có một cái thay để đựng nước chúng ta sẽ mở cái gioăng này lên và do nước vào trong này nước sẽ được hút nước sẽ được hút qua một cái van ở đây phía này các bạn thể nhìn thấy đây là van hút ở phía trong sẽ được hút vào và được đun nóng sau đó tạo ra hơi nước và phun xương để làm chín nước phẩm còn về nguyên lý hoạt động chiên thì cũng giống như lồi chiên và lò chiên thông thường thì nguyên lý hoạt động nguyên lý hoạt động chắc chắn là phải ở phía trên rồi lồi chiên thì bao giờ tất cả mai so ra fit e thì đều ở phía trên nước sẽ bốc lên phía dưới và nguồn nhiệt chiên nướng sẽ từ phía trên ép xuống nói về độ bền thì chắc chắn là lồi chiên không hơi nước này sẽ không thể bền được bằng cái à, lò chiên thông thường thông thường thành được khẳng định tại sao anh được khẳng định như vậy thì bởi vì tất cả các bảng điều khiển cũng như là các cái bo mạch bo nguồn của chế độ chiên dây mai so thì tất cả các dòng mà đã liên quan đến nồi chiên lò chiên thì sẽ nằm ở phía trên trên nóc để ép nhiệt ra e khi nóng xuống dưới còn hơi nước sẽ bốc từ phía dưới lên trên thì do đó khi hơi nước bốc lên thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái tuổi thọ đến cái độ bền của bảng mạch À, của các thiết bị điện dây may so, nghĩa là hệ thống uh, chiên hệ thống phía dưới là hơi nước hệ thống hơi nước sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống phía trên chiên do đó nên cái đồi chiên hơi nước tuổi thọ nó sẽ không thể cao được bằng các cái dòng uh, lồi chiên và lò chiên thông thường bảng điều khiển thì cũng chắc là bảng điều khiển uh, có hai loại với lò chiên hơi nước một là bảng điều khiển tích hợp kín ở phía trên nóc hai là bảng điều khiển sẽ được tích hợp ở cánh cửa thì thành được vẫn đánh giá không cao mà các cái dòng bảng điều khiển tích hợp ở phía cánh cửa như thế này một số dòng như của Olivo này một số hãng như của Galai thì họ lại tích hợp cái bảng điều khiển ở phía cánh cửa cánh cửa như thế này thì à, nếu mà dán cái bảng điều khiển ở cánh cửa ấy, thì nó sẽ có một cái dây cáp ở phía dưới dẫn lên phía trên cánh cửa này dây cáp phía dưới chúng ta đóng ra mở vào thì nó sẽ không bền và thứ hai là khi, khi sử dụng ấy nhất là các cái dòng nồi trên hơi nước ấy, như của Kala ấy thì không biết các kỹ sư họ họ thiết kế và nghĩ như thế nào hơi nước rất là nhiều và khi chúng ta rút thực phẩm ra ra vào thì sẽ có nước và dầu mỡ nó chảy xuống mà ngay cái phía cáp ở cái, cáp dẫn bảng lên bảng điều khiển đấy nó sẽ ngay ở giữa đây trung tâm nước chảy xuống thì trong quá trình lâu dài ý, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cái bảng điều khiển mấy cái bảng điều khiển khi đã hỏng ý, thì rất là khó thay thế sửa chữa cho nên mọi người cân nhắc đây là dưới góc nhìn con mắt thợ dành được phân tích chứ không có nói xấu bất kể một hãng nào còn nói về độ bền mà tuổi thọ thì chắc chắn là lùi hơi nước sẽ không thể bền được như cái lồi chiên không dầu thông thường còn về chức năng thì lồi chiên hơi nước nó đa năng hơn làm được nhiều chức năng hơn nhưng lại không có bộ trục quay 360 độ bởi vì hệ thống hơi nước thì nó sẽ chiếm mất cái diện tích của cái trục quay và cái cái hơi nước trong nồi ấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái motor quay đây cái motor quay của cái chiếc nồi chiên đông dầu thông thường thì nó sẽ nằm ở bên cạnh các bạn để nhìn thấy đây là motor quay này, hệ thống trục quay này và nếu như cái nồi hơi nước mở lắp một cái trục quay như thế này thì hơi nước nó sẽ bao phủ và xông thẳng vào cái motor gây chập cháy motor do đó nên tất cả các hãng À họ thiết kế ra lồi chiên hơi nước tại thời điểm hiện tại của năm 2022 thì gần như là không có hãng nào có trục quay 360 độ Do đó cái phụ kiện của lồi chiên hơi nước sẽ ít hơn là lồi chiên thông thường Mặc dù là ở cùng dung tích Ở cùng dung tích Và chính vì là ở vỏ nhựa cho nên chúng ta sẽ Cái độ, cái, cái cân nặng của lồi chiên nò chiên hơi nước Thì sẽ nhẹ hơn còn đây sẽ là phụ kiện của chiếc lồi chiên không dầu Capen K15 cũng ở dung tích 15 lít chúng ta sẽ có đến 9 phụ kiện vì chúng ta về cái vỉ chiên thì chúng ta cũng sẽ có ba cái vỉ chiên giống như cái lò cái lồi chiên nồi chiên hơi nước nhưng chúng ta sẽ có thêm các cái phụ kiện đi kèm theo cái trục quay 360 độ là một cái lồng quay có thể sang được hai cân thực phẩm một cái tay dụng cụ lấy đồ tránh bị bỏng mà lò chiên hơi nước thì lại không có. Một cái tay giữ khoảng cách giữa máy và tường. Một cái bộ chụp quay 360 độ dùng để xiên nướng thịt BBQ cho củ quả. Một trục quay gà vịt nguyên con. Và chính vì nó khác biệt ở cái bộ trục quay này so với lồi chiên hơi nước, cái lò chiên nồi chiên thông thường và cái nồi chiên hơi nước ấy, thì hãng sẽ có thêm những con ốc để sử dụng thêm cái phụ kiện 360 độ. Còn đâu thì về vỉ chiên và khay hứng dầu Thì nó đều bắt buộc là giống nhau rồi Đó là về nguyên lý hoạt động của lồi chiên hơi nước Cũng như là lồi chiên thông thường Mà Thành được sẽ lấy ví dụ ở hai hãng Capen K K15 cộng bản xuất châu Âu và chiếc Kibo KBAF657 Các bạn có thể hình dung và nhìn rõ ràng đây Đây là phía bên trong đều ở dung tích 15 lít. Đây là lòng lồi của Kipo. Ở phía trên này. Mâm nhiệt mai so đã được bảo vệ bằng một tấm lưới inox. Và có con ốc để tháo ra vệ sinh. hai à, bên cạnh thì sẽ có cái hệ thống giá. Hệ thống giá và con ốc để tháo ra để vệ sinh và lồi thì sẽ có những cái góc thoát hơi nước ra ở phía trước mặt và phía dưới phía dưới này. và phía bên cạnh sườn chúng ta có thể nhìn thấy phía bên cạnh sườn cũng có Lơi thoát hơi nước còn với lồi chiên capen k 15 thì do không có hơi nước nên cho nên cái mai so ra vít e phía trên sẽ không cần phải lấy bảo vệ và chính vì không có lớp bảo vệ thì cái nguồn nhiệt nó sẽ mạnh hơn. Nguồn nhiệt trên nướng sẽ mạnh hơn và phía dưới sẽ có đem hai thanh nhiệt để bổ trợ. Còn lòng nồi của cả hai đều là lòng nồi inox. E à, với này là inox e e chuẩn. Inox e chuẩn 304 để không bắt từ. Còn à, với Kibo hoặc là một số hãng khác thì vẫn có bắt từ. À, cánh cửa của lò, của lò chiên thông thường ấy, của Kabe 15+ ấy thì nó sẽ có bản đề trợ lực nó bởi vì là cánh cửa rất là nặng. còn à, với cánh cửa của Kibo hơi nước thì cũng có trợ lực nhưng mà trợ lực sẽ sẽ không có bản đề thò ra bên ngoài mà chỉ có bản đề ở cánh cửa này thôi. đây là bản đề trực tiếp cánh cửa. Tổng kết lại thì chúng ta sẽ có tổng kết là nếu như các bạn mà muốn sử dụng một chiếc nồi có chế độ trục quay 360 độ giúp chúng ta chiên nướng không phải đảo không phải lật thì các bạn nên sử dụng những chiếc nồi chiên không dầu cao cấp còn nếu như các bạn thích về hơi nước đa năng hơn thì chúng ta sẽ lấy một chiếc nồi chiên hơi nước dù là bất kể hãng nào của Kibo của Capen của kalai, Canite hay là của Olivo hay là Panasonic vân vân thì rồi trên hơi nước thì nguyên lý hoạt động cũng đều như nhau phụ kiện cũng đa phần giống nhau mỗi hãng thì họ chỉ cho đến khoảng kịch kim là ba cái vỉ chiên thôi và có hãng thì sẽ cho thêm cái khay nướng pizza có hãng thì không còn khay hứng dầu là bắt buộc rồi còn phụ kiện của lò chiên cao cấp thì nó nhiều phụ kiện hơn 9 phụ kiện và có thêm cái trục quay 360 độ Đấy, xiên nướng thịt rau củ quả quay cả quay cả vịt nguyên con và cái lồng quay 360 độ <laughs> Khi chúng ta sử dụng cái phụ kiện Trên trục quay 360 độ ấy, Thì chúng ta không phải lật, phải đảo Còn với cái lồi hơi nước này à, Chúng ta khi ở chế độ chiên Thì chúng ta vẫn phải lật, vẫn phải đảo Bằng tay, vì nó không có trục quay 360 độ à, Nhưng khi nếu các bạn thích các món hấp ấy, Thì với cái lồi hơi nước Chúng ta có thể hấp được những món ăn như gấp hà, gà Thịt, cá, rau củ quả nó nó đa năng hơn về chiếc cái lồi trên thông thường nhưng lại thiếu đi cái bộ chụp quay 360 độ cái phụ kiện ít hơn và một điểm quan trọng nhất là cái tuổi thọ của cái lồi hơi nước bất kể một hãng nào thành được khẳng định luôn tuổi thọ của lồi hơi nước thì sẽ không thể cao được bằng cái lồi trên thông thường và các bạn vẫn nên lưu ý kể cả lồi trên hơi nước hay là lồi trên thông thường ở các cái dòng cao cấp thì các bạn nên mua các cái dòng mở bảng điều khiển đặt cố định cố định như cái này không nên lấy các dòng mà có cái bảng điều khiển lắp trên cánh cửa vì bảng điều khiển lắp trên cánh cửa thì nó sẽ ảnh hưởng nó sẽ có một cái dây cáp và nó ở phía dưới cái tuổi thọ nó sẽ không bằng đóng ra mở vào nước và dầu mỡ nó chảy xuống nó sẽ giảm giảm ảnh giảm cái tuổi thọ của cái bảng điều khiển khi lắp trên cánh cửa và lắp ở cánh cửa thì nó sẽ không có hệ thống làm mát như các cái hệ thống cố định như thế này đây là bảng điều khiển cố định này của kipo là cố định này trên phía lóc này sẽ phên, trong lòng này sẽ có một cái quạt để làm mát cái linh kiện men à, men chip rồi các cái bo mạch và cái con capen k 15 cộng này cũng vậy nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt ở phía trên nóc nồi con với các cái dòng mà lắp bảng điều khiển vào cánh cửa Thành được đánh giá không cao thật sự để một góc độ thợ anh em thợ có thể hình dung ra được và thậm chí là các bạn luôn các bạn hình dung ra được nó có một cái dây cáp chúng ta cứ đóng đóng kéo kéo mở mở cánh cửa như thế này thì cái cáp nó căng ra đóng vào thì nó sẽ không bền và hai nữa là trong quá trình sử dụng đi thì nước và dầu mỡ nó rơi nó chảy xuống cái dây cáp đó nó sẽ bị cháy chập dây cáp làm ảnh hưởng đến tuổi thọ và vì chính vì các bạn điều khiển lắp ở cánh cửa ấy như một số hãng như là của Calite, Cali, Olivo thì cái cánh cửa như vậy ý, hoặc là Calisen ý, cánh cửa nó không có cái hệ thống làm mát cánh quạt làm mát cái bảng điều khiển cái bo mạch bo chip men cho nên tuổi thọ cũng sẽ không được cao do đó hành được vẫn khuyên mọi người lên mua các cái dòng lồi cao cấp đắt tiền thì chúng ta nên mua các cái bảng có bảng điều khiển cố định nó sẽ bền hơn còn à, về à, lồi chiên thông thường và lồi chiên hơi nước thì à, các bạn thích chiếc nào thì các bạn có thể mua chiếc đó thôi chứ còn về à, tuổi thọ chức năng cấu tạo thì mỗi một dòng nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng về hấp thì dòng nồi chiên thông thường lại không thể hấp được còn về phụ kiện thì nồi hơi nước lại ít phụ kiện do đó nó không có trục 360 độ để cho nên đánh giá về cái phụ kiện cũng như chức năng của nó hồng rất là khó nhưng mà nếu nói cái tuổi thọ về độ bền thì cái nồi chiên thông thường thì bao giờ cái độ bền tuổi thọ nó sẽ cao hơn chắc chắn là cao hơn cái nồi hơi nước điều này thành được khẳng định Bởi vì cái chế độ chiên và cái chế độ hơi nước nó lại đối, đối lập nhau Mà hơi nước nó bốc lên trên nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ thống chiên Cái tuổi thọ của hệ thống chiên và cái bảng mạch vân vân Thế Còn về phụ kiện thì với những chiếc dòng lò chiên cao cấp ở dung tích giống nhau ấy thì bao giờ phụ kiện nó cũng nhiều hơn Do nó có thêm một trục 360 độ Mà cái trục quay 360 độ Và các cái dòng hơi nước thì Lại không thể kết hợp được Do hơi nước Nó sẽ làm cháy chập đến cái motor quay trên trục quay 360 độ Và vừa rồi các bạn có thể hình dung và nhìn thấy và những gì được chia sẻ thì Chúng ta thể sẽ quan sát lại một lần nữa về kích thước Mặc dù là cả hai chiếc này ở cái chế độ 15 lít Nhưng mà cái nồi hai nước thì họ đã tiết giảm nhiều hơn về kích thức bên ngoài Còn nòng nồi thì vẫn là 15 lít dung tích chuẩn Về cân nặng thì chiếc lò chiên capen sẽ lặng hơn nhiều so với chiếc lò chiên hơi nước và về vỏ thì chúng ta có thể thấy luôn tất cả các hãng lò chiên khi đã tích hợp cái hệ thống hơi nước vào thì bắt buộc phải làm vỏ là vỏ bằng nhựa 100% vỏ nhựa để tránh cái việc bị dò điện phóng điện ra bên ngoài vỏ gây nguy hiểm cho người sử dụng hãng nào cũng vậy có hãng thì họ sử dụng vỏ là vỏ nhựa bóng có hãng thì họ lại sử dụng là vỏ nhựa là vỏ nhựa nhám cho nên các bạn nó để nhìn nó khác nhau nhưng thực chất ra thì đều là nhựa chứ nếu sử dụng là vỏ kim loại hợp kim thì nó sẽ phóng điện hơi nước nó tạo ra nó sẽ gây ra phóng điện dò điện ra ngoài phía vỏ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng cho nên tất cả các hãng họ đều thiết kế với nguyên cái dòng chiên nướng hơi nước stem ta thì đều là vỏ nhựa và kết luận lại khi các bạn thích vừa một chiếc nồi vừa có hai chức năng chiên à, vừa chiên vừa hấp thì chúng ta lấy những dòng chiên hơi nước còn các bạn mà thích có trục quay 360 độ thì thành được khuyên mọi người lên lấy những dòng nồi chiên cao cấp cả những cái dòng nồi chiên hơi nước và nồi chiên cao cấp thì đều là lòng inox và phụ kiện cũng là inox thì nó sẽ đảm bảo an toàn về sức khỏe cũng như độ lâu bền không bị hoen gì bong chóc và phôi nhiễm ra các chất độc hại vì ở nhiệt độ cao thì nó sẽ các cái nồi mà không đảm bảo không phải inox chuẩn ấy, thì nó sẽ phô nhiễm là các cái chất độc hại nhiệt độ cao cộng với quá trình tẩm ướp của chúng ta có muối vân vân axit nó sẽ tạo lên một cái axit rất là mạnh khiến cho cái độ bền bong chóc tạo ra những cái chất không tốt cho sức khỏe các bạn là lên lấy những dòng lồi cao cấp thì bề lâu bề dài nó bền nó đa năng tiện dụng ở ngoài chiên nướng hấp còn làm được rất nhiều món thay thế được cho cả lò vi sóng chảo rán lò lướng thông thường sử dụng ở trong gia đình thì một chiếc nồi tầm từ 12 cho đến 20 lít 18 đến 15 lít là phù hợp nhất phù hợp nhất trong gia đình là nồi 15 lít à, cảm ơn các bạn đã xem video thì qua cái phân tích vừa rồi cũng mong mọi người có thể góc nhìn nó sáng hơn và hiểu rõ hơn đến nguyên lý cấu tạo cũng như chức năng của lò chiên cao cấp và lò chiên hơi nước. Lò chiên hơi nước thì 100% sẽ đa năng tiện dụng hơn. Nhưng về độ bền và tuổi thọ thì sẽ không được bằng được lò chiên thông thường. Và cái thứ hai là lò chiên hơi nước thì lại không có cái hệ thống trục quay 360 độ. Và ngược lại, với lò chiên thông thường thì lại không có cái chế độ hơi nước để chúng ta có thể hấp nhưng nếu như các bạn nào mở thiên về đa lăng, tiện dụng muốn ít cái sản phẩm trong ít cái thiết bị trong cái nhà bếp theo cái phong cách tối giản thì chúng ta sử dụng nồi chiên hơi nước. Còn nếu các bạn muốn bền, tuổi thọ lâu dài và có trục quay 360 độ thì chúng ta nên sử dụng những cái lò chiên cao cấp thông thường. Và chúng ta sẽ phải mua thêm một cái lồi hoặc là cái lò hấp nữa tách biệt À, vừa rồi là mình chia sẻ góc nhìn của thành được à, cũng mong mà cái chia sẻ này giúp mọi người có thể có cái nhìn nó bao quát hơn về sản phẩm nồi chiên không thường và nồi chiên hơi nước nó khác nhau ở điểm gì cấu tạo như thế nào và trong một quá trình sử dụng lâu bền đa năng hay không thì các bạn sẽ hình dung ra để chúng ta sẽ có thêm những cái góc độ tham khảo về sản phẩm cảm ơn mọi người đã xem video nếu à, thấy hay xin đăng ký kênh, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Được. Xin chào và hẹn gặp lại.